Khu resort Flamingo Cát Bà nổi tiếng là quần thể nghỉ dưỡng 4 mùa lớn nhất miền Bắc, gần 3 cùng một đêm thì có gì? Với tận 3 tòa nhà không để ý là lạc như chơi. Là một phút review thì tất nhiên phải quan trọng bữa tối rồi đúng không? Bước chân vào nhà hàng mà choáng ngợp luôn. Và đây là hình ảnh chân thực khi các phút review đi ăn cùng với nhau. Nhìn thấy cả thuyền hải sản rực rỡ như thế này không cầm máy lên quay thì mới lạ. Buổi tối thì chúng mình ăn theo kiểu buffet nên cứ phải nói là ăn thoải mái tẹt ga, ăn no đẫy đà. Hàu ở đây thì khá tươi và ngon, còn được nướng liên tục cơ. Ngoài hải sản ra thì còn có cơm, miến thịt lợn, xúc xích, mây mây và vân vân. Rồi đồ ăn tráng miệng gồm hoa quả, bánh trái và các loại chè cũng phải nói là nhiều kinh khủng. Bỏ ra gần 3 triệu cho một đêm ở đây thì liệu dịch vụ có xứng đáng không? Chưa biết dịch vụ ở đây có những gì và như thế nào chứ cảnh phải nói là đẹp xỉu. Ôi, phòng mình ở xung quanh toàn là biển và núi rừng. Bước ra ban công ta nói là chill kinh khủng. View thì ôm trọn cả biển lớn. Nhưng ở đây có một điều mà những đứa mù đường như mình khá là quan ngại. Ở đây có tận 3 tòa nhà không để ý là lạc đường như trời. Mình với Thâu đi đâu mấy lần nhầm tòa lạc đường luôn cơ mà. Ngoài là view biển hòa cùng với thiên nhiên với bao nhiêu là góc sống ảo. Ở đây còn có khu chơi game với vô vàn game mới. Xịn so với hiện đại cực kỳ. Thêm một dịch vụ khá là lạ lần đầu tiên mình nghe là dịch vụ onsen. Đây là tắm khoáng nóng, một trong những nét văn hóa của người Nhật nha mọi người. Nói thật chứ nóng kinh khủng ấy. Ban đầu thì có thể không quen chứ tắm xong khỏe hơn bao nhiêu. Bạn nghĩ sao về một buổi ăn sáng cạnh bãi biển ngồi chiêu chiêu? Nếu muốn thử cảm giác này thì buổi sáng ở đây không làm bạn thất vọng. Bữa sáng cũng là ăn kiểu buffet với đa dạng lựa chọn. Thích đồ Tây hay là đồ ta cũng có luôn à. Mà món mình thích nhất trong vô vàn buffet ở đây chính là bánh cuốn. Nghe bảo bánh cuốn Hải Phòng ngon và khác biệt lắm. Nhìn như kiểu bánh bướt Nghệ An luôn ấy mọi người. Theo mọi người bỏ ra gần 3 triệu cho một đêm ở đây thì có xứng đáng không?